Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá chuỗi video về 38 bức thư John D. Rockefeller gửi cho con trai. Trong tập này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bức thư thứ 3 với chủ đề Thiên đường và địa ngục ở cạnh nhau. Có phải bạn đang tìm kiếm cách giao dịch hiệu quả trên thị trường chứng khoán Mỹ? Chào mừng bạn đến với PII, nơi cung cấp kiến thức và chiến lược đầu tư hiệu quả. Chúng tôi sẽ là người đồng hành uy tín giúp bạn chinh phục thị trường, mang đến chương trình đào tạo bài bản và kiến thức chuyên sâu, đưa cho bạn những ý kiến giao dịch tốt nhất trong thị trường chứng khoán Mỹ. Tham khảo ngay PII tại đường link bên dưới. Ngày 9 tháng 11 năm 1897. John thân mến, có một câu chuyện ngụ ngôn rất ý nghĩa khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Câu chuyện kể rằng, ở châu Âu thời xưa, có một người khi chết đi bỗng thấy mình đến một nơi tuyệt vời, nơi anh ta có thể hưởng thụ mọi thứ. Ngay khi anh ta bước chân vào thiên đường đó, một người giống như một người hầu đến hỏi: "Thưa ông cần gì ở đây không?" "Ở đây, ông có thể có tất cả mọi thứ mà ông muốn. Mọi món ngon, mọi hình thức giải trí có thể có và đủ loại trò chơi, bao gồm cả những cô gái trẻ đẹp, tất cả đều có sẵn cho ông thưởng thức." Người đàn ông nghe xong, cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng rất vui vẻ và trong lòng thầm nghĩ: đúng là giấc mơ của mình trên thế gian này. Trong suốt cả ngày, anh ta dành thời gian thưởng thức tất cả các món ăn ngon và thỏa thích với sắc đẹp. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh ta cảm thấy chán chường với tất cả mọi thứ. Và sau đó anh ta nói với người hầu: "Tôi cảm thấy chán ngấy với tất cả mọi thứ này rồi. Tôi cần phải làm một cái gì đó. Anh có thể tìm cho tôi một công việc không?" Anh ta không ngờ rằng câu trả lời anh ta nhận được lại là một cái lắc đầu. "Xin lỗi thưa ông, chúng tôi không thể giúp ông với điều đó ở đây. Ở đây không có công việc nào cho ông làm." Anh ta cảm thấy rất thất vọng, giận dữ và quát lớn: "Điều này thật tệ. Vậy tôi nên ở lại ở địa ngục sao? Bạn nghĩ rằng mình đang ở đâu?" Người hầu nhẹ nhàng hỏi. "John à, câu chuyện ngụ ngôn này với một chút hài hước dường như muốn nói với tôi rằng mất đi công việc cũng có nghĩa là mất đi hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc là có một số người chỉ nhận ra điều này sau khi họ đã thất nghiệp. Điều này thật không may mắn. Tôi tự hào nói rằng tôi chưa từng trải qua cảm giác thất nghiệp. Điều này không phải do may mắn mà là do tôi không bao giờ coi công việc như một gánh nặng không vui vẻ. Mà thay vào đó, tôi luôn tìm thấy niềm vui vô tận từ công việc. Tôi tin rằng công việc là một đặc ân. Nó mang lại nhiều hơn là duy trì cuộc sống. Công việc là nền tảng của mọi doanh nghiệp, là nguồn gốc của mọi sự thịnh vượng và cũng là người tạo ra thiên tài. Công việc khiến cho thanh niên trẻ trung thành hơn, làm được nhiều việc hơn cha mẹ họ, bất kể họ giàu có đến đâu. Công việc thể hiện qua những khoản tiết kiệm nhỏ nhất và đặt nền móng cho hạnh phúc. Công việc là gia vị của cuộc sống. Nhưng mọi người phải yêu thích công việc trước khi nó có thể mang lại những lợi ích lớn nhất và đạt được những kết quả tốt nhất. Khi tôi mới bước vào thế giới kinh doanh, tôi thường nghe người ta nói, một người cần phải hy sinh rất nhiều để leo lên đỉnh cao. Tuy nhiên, qua nhiều năm, tôi bắt đầu hiểu rằng, nhiều người đang leo lên đỉnh cao không phải là đang trả giá. Họ làm việc chăm chỉ vì họ thực sự yêu thích công việc của mình. Những người leo lên đỉnh cao trong bất kỳ ngành nghề nào đều là những người đam mê hoàn toàn với những gì họ đang làm và tập trung tâm trí của họ vào đó. Tình yêu với công việc mà họ đang làm tự nhiên sẽ dẫn đến thành công. Yêu công việc là một niềm tin. Với niềm tin này, chúng ta có thể tạo ra từ ngọn núi của tuyệt vọng một tảng đá của hy vọng. Một họa sĩ vĩ đại đã từng nói rất đúng rằng nỗi đau sẽ qua đi, nhưng vẻ đẹp sẽ còn mãi. Nhưng có một số người rõ ràng là không đủ thông minh. Họ tham vọng, nhưng quá kỳ vọng vào công việc, luôn tìm kiếm một người chủ hoàn hảo hoặc công việc hoàn hảo. Sự thật là, người chủ cần những nhân viên làm việc đúng giờ, trung thực và chăm chỉ, và chỉ dành cơ hội tăng lương và thăng tiến cho những người làm việc cần cù, trung thành và nhiệt tình. Dành nhiều thời gian hơn để làm việc, bởi vì họ đang điều hành một doanh nghiệp, không phải làm từ thiện, họ cần những người có giá trị cao hơn. Dù khao khát thành công đến đâu, một người ít nhất cũng phải bắt đầu mới có thể đạt đến đỉnh cao. Một khi đã bắt đầu, tiếp tục tiến lên sẽ không quá khó khăn. Càng làm việc khó khăn hoặc không vui vẻ, càng nên làm ngay.
Nếu bạn chờ đợi lâu hơn, nó sẽ trở nên khó khăn và đáng sợ hơn. Giống như việc bắn súng, bạn càng nhìn chăm chú, cơ hội trúng đích sẽ càng ít. Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm về công việc đầu tiên của tôi, làm kế toán. Mặc dù mỗi ngày tôi phải đi làm từ lúc sáng sớm và văn phòng rất tối với những chiếc đèn dầu nhấp nháy, nhưng công việc đó chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, nó làm cho tôi say mê và hạnh phúc. Ngay cả những thủ tục phức tạp trong văn phòng cũng không làm mất đi niềm đam mê của tôi. Kết quả là, ông chủ liên tục tăng lương cho tôi. Thu nhập chỉ là kết quả từ công việc của bạn. Làm tốt những gì bạn cần làm, hoàn thành xuất sắc những gì bạn cần hoàn thành, tiền lương lý tưởng sẽ đến. Nhưng quan trọng hơn, phần thưởng quý giá nhất của công việc không phải là những gì chúng ta đạt được, mà là chúng ta trở thành người như thế nào từ đó. Những người thông minh đang làm việc chăm chỉ không chỉ để kiếm tiền, mà để duy trì sự đam mê của họ. Điều này cao quý hơn hẳn so với mong muốn. Chỉ biết tích góp tiền bạc, họ đang thực hiện một sự nghiệp đầy hấp dẫn. Thực ra, tôi là một người có tham vọng. Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành người giàu có. Đối với tôi, công ty Haight & Tuttle mà tôi được nhận vào làm là nơi tốt để thử sức và phát triển khả năng của mình. Nó đại diện cho các sản phẩm bán hàng đa dạng, sở hữu một mỏ sắt và điều hành hai công nghệ cần thiết lúc bấy giờ là đường sắt và dây điện. Những thứ đã tạo ra sự thay đổi lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Nó mang đến cho tôi một cơ hội để khám phá thế giới thương mại phong phú và rộng lớn, để học cách tôn trọng những con số và sự thật, để nhìn thấy sức mạnh của ngành vận tải và để phát triển những kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho một doanh nhân. Tất cả những điều này đã phát huy hiệu quả lớn trong sự nghiệp của tôi sau này. Tôi có thể nói, nếu không có kinh nghiệm ở Haight & Tuttle, có lẽ tôi đã phải đi rất nhiều đường vòng trong sự nghiệp của mình. Bây giờ, mỗi khi tôi nhớ lại ông Haight và ông Tuttle, lòng tôi không thể không tràn ngập lòng biết ơn. Khoảng thời gian làm việc đó là khởi đầu cho cuộc sống của tôi, đặt nền móng cho sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn 3 năm rưỡi kinh nghiệm đó. Vì vậy, tôi chưa bao giờ than phiền về ông chủ của mình như một số người, nói rằng chúng ta chỉ là nô lệ, chúng ta bị ông chủ đè nén trong bùn đất, còn họ thì sống trong biệt thự sang trọng của họ. Két sắt của họ đầy vàng, mọi đồng tiền họ có được đều là từ việc bóc lột chúng ta, những người công nhân lương thiện. Tôi không biết những người phàn nàn này có bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng ai đã cho bạn cơ hội làm việc? Ai đã cho bạn cơ hội xây dựng gia đình? Ai đã cho bạn cơ hội phát triển bản thân? Nếu bạn đã nhận ra sự áp bức của người khác lên bạn, vì sao bạn không chấm dứt sự áp bức đó và đi đến một nơi khác? Công việc là một thái độ, nó quyết định liệu chúng ta có hạnh phúc hay không. Cùng một nghề nghiệp, cùng một công việc giống nhau, nếu bạn hỏi họ, bạn đang làm gì đấy? Một trong số họ có thể sẽ nói, bạn không thấy sao? Tôi đang đập đá, khi đập xong tôi có thể về nhà. Những người như vậy mãi mãi xem công việc như một hình phạt. Từ miệng họ thường xuyên thốt ra từ mệt mỏi. Một người khác có thể nói, bạn không thấy sao, tôi đang tạo ra một bức tượng. Đây là một công việc khá là vất vả, nhưng tiền công rất lớn. Dù sao tôi có vợ và 4 đứa con, họ cần phải sống. Người này luôn coi công việc như một gánh nặng. Từ miệng họ thường xuyên thốt ra câu nuôi gia đình. Người thứ ba có thể để xuống cái húa, tự hào chỉ vào bức tượng và nói, bạn không thấy sao, tôi đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Những người như vậy mãi mãi tự hào về công việc của họ, coi công việc như niềm vinh dự, công việc như niềm vui. Từ miệng họ thường xuyên thốt ra câu, công việc này thật ý nghĩa. Thiên đường và địa ngục đều do chính bạn tạo ra. Nếu bạn gán cho công việc ý nghĩa, không quan trọng công việc của bạn nhỏ hay lớn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và bất kỳ mục tiêu nào bạn tự đặt ra, cao hay thấp, đều sẽ mang lại niềm vui từ công việc. Nếu bạn không thích làm điều đó, mọi thứ đơn giản sẽ trở nên khó khăn và không thú vị. Khi bạn than vãn rằng công việc này thật mệt mỏi, ngay cả khi bạn không làm việc vất vả, bạn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Điều đó hoàn toàn trái ngược. Jonah, nếu con coi công việc như một niềm vui, cuộc sống sẽ là thiên đường. Nếu con coi công việc như một nghĩa vụ, cuộc sống sẽ là địa ngục. Hãy xem xét lại thái độ làm việc của mình.
Điều đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc.